Hello 500 anh em của tôi nha. Không biết hả là sáng nay anh em đi làm có bị tắc đường không nè? Chứ tối hả là cứ phải nhích từng chút một luôn á. Mệt mỏi ghê gớm à. Cơ mà mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, mò lên kênh của tôi giải trí thì cứ gọi là hết nước chấm luôn nha. Mở đầu ngay cho tình huống đầu tiên là một trò chơi vô cùng quen thuộc luôn nè, trò nhảy lư. Nói chung cũng chẳng có gì buồn cười đâu, vì nó như là bao trò chơi khác thôi mà. Cho đến khi ba chị kia quá là xui, chui tọt xuống ao luôn. Đúng là đen thôi, đỏ quên đi. Mong hả là cái ao không có sâu và bà chị kia biết bơi anh em ạ. Chắc hẳn ở đây sẽ có rất nhiều chị em là tín đồ của tà thư phóng nè. Ta nói mỗi lần cắm cái ống hút xuống á thì là như là một câu chuyện thâm linh luôn nha mọi người nha. Những lúc như vậy á thì làm sao ta? Thì nhờ đến các anh trai thôi. Đàn ông sinh ra là để dựa dẫm mà. Nhưng dựa đâu không thấy hả mà dẫm là thấy rồi nha. Ôi trời ơi, ngu dốt cộng ga lăng là nhận được một phần thưởng ký đầu theo nghĩa đen luôn chứ sao. Vấn nạn nốt nhà hình như là đang ngày càng căng thẳng rồi anh em ơi. Ngoài bạo hành bằng giận dỗi ra hả, thì chị em tôi còn thỉnh thoảng rèn luyện thân thể bằng những cú đá vào người chồng luôn. Vậy nên chúng ta phải làm gì để đẩy lùi tệ nạn này ha? Đó là hãy làm như anh chồng trong clip này nè chứ sao. Nói chung hả, thoát được cú đá nhưng sau đó thì tôi không có chắc là ngang. Tóm lại là mấy anh cứ ráng nhịn một tí, gia đình sẽ êm ấm ngay thôi mà. Đây đây, còn clip này hả là dành riêng cho các thanh niên say xe nè. Đúng hả là chỉ ai say xe mới hiểu được sự yếu đuối, kiệt quệ khi ngồi trên xe mà thôi. Lúc đó chẳng mong gì có một bờ vai để tựa vào. Nhưng khổ nỗi gặp phải cái bà chị ghê gớm này. Thôi, xin là xin mời hít mùi thối chân luôn nè. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.